Hôm nay mình vô nước sập nha bạn. Nước sập mà vô trong khu hẻm. Hẻm này cũng nhỏ nha. Vô mình đi với nhóm của chú Tư Vinh Phương để cưa cái cây cây sung nha bạn. Cưa cây sung cho bà chị này nè. Làm cái phim đó hả? Ơi à, ơi con nghe nó qua tôi nè. Dạ. Phượng Bá Nhang nè. Phượng Bá Nhang. Phượng Bá Nhang đồng đạo biết liền. Ở núi sập có ai mua nhang cũng hộ chị luôn. À. Rồi cái lại đây cưa cây mà ở hàng xóm của chị Phượng, không phải của chị Phượng. Dạ dạ. Rồi hàng cây, xóm. Cây hàng xóm mà hàng xóm bỏ thí rồi bây giờ thôi mình thấy mình cưa sợ nó ngã. À. À vậy đó quý vị ơi. Rồi cây của hàng xóm nha, chị Phượng đứng ra chị cưa giúp nha. Tại vì nó rụng lá dơ quá nè. Tôi đưa 300 ngàn, tại, làm gì đi. Ở khu dân cư đó, khu hẻm nè, người ta trồng người ta bỏ. Chùa, bây giờ chị Phượng đứng ra chỉ cưa nha mà. Trái quá cưa cái súng này bỏ vô để nó ngã vô trong nhà tôi rồi sao rồi à, chừng đó cái nói giờ chị lỡ rồi chị ngoài ý muốn hỗ trợ 5-3 triệu lúc đó tôi lên áp tôi nói không có chịu rồi nha. Được nó hỗ trợ tôi 5-3 triệu tôi không chịu, phải từ A đến Z cho tôi. Phải không anh Tư? Trời ơi. Nằm như dây điện không à. Phải từ A đến Z cho tôi chứ không có hỗ trợ 5-3 triệu rồi không có được đâu. Anh bưng cái này quay ở đây giùm em coi. Đến xung lên cho bạn coi trái, trái cực kỳ luôn. Đó cái là dột sát đây là. À dột sát đó. Còn như thấy nhà bán. Trời. Quá trời trái. Quá trời bạn này hai bạn. Chịu trái á. Để dùng lên đi. Còn như thấy nhà bán luôn. Rồi xong. Nhà bán đâu có ai ở đâu có làm gì đâu. À, chắc dột nó đầy hết rồi. Hết không? Không hết bỏ đây nè tôi. Không hết bỏ vô kẹ. Không hết vô kẻ nè. Cây cao với cây ổi. Cho cây cao cái ổi trước tôi. Hả? Cho cây cao với cây ổi. Mà tôi 200 nè, chị 300 nè, 500 nè. Tí bụng là 500. Đầu thương lên nhưng mà. À tí bụng là tí bụng 400. Xung này cái góc nó đẹp lắm mà. 1 triệu. Xung này được ở ngoài tao ứng là dí luôn. Năm tí bụng 4. Hoành nó có 200 á. Chị mấy bạn hàng chơi nha. Tao có 1 triệu 2, tôi đưa cho cả 1 triệu 2 hết luôn. Đó mà dành kéo máy luôn nha bạn. Sắp nát 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 cây đỏ đi. Cái nhà yếu lắm á. Cái mái nhà của ai yếu. Ừ, cái gì? Ồ. Cháy dần xuống mặt luôn. Bỏ vô đi, không sao, không sao. Sao đâu, không sao. Rồi nó mà cắt ra ngoài, giật ra ngoài. Ừ. Để đây, để đây.
Cái cây này yếu lắm nè. Cái cây mái của ba yếu xìu rồi kìa. Nó là nhịp á. Hết hồn. Nhìn sau lưng anh trái nè bạn. Mình muốn đâu ngủ không trái không? Ngủ dữ lắm. Nè, cô sát đi nè, cô nó cầm nó đi. Cô cầm nó đi, cầm đi. Rồi, cắt đi. Vô vô, hốt cái này lụm đi vô. Hôm nay có chả vô. Dẹp vô đi. Trong dẹp đi. Thảy thảy vô đây hết đi vô. Cắt cái trong vô vô. Cắt trong đi hơi nó còn nhiều lắm nha. Còn nhiều lắm đó. Đó vậy đi. Buổi sáng không cho ăn cháo gì không? Buổi sáng chưa cho ăn cháo nè. Vô luôn. Sát nách luôn. Cái máy nếu xìu nữa cái cảnh. Ừ. Lên dây quá xìu ha. Trái như mưa luôn. Rồi đó, tháo vậy con đi khác trong á, chắc tên con dễ. Chắc nó nói rồi. Nghe nó có nhiệm vụ quay phim. Nhưng mà chơi cho nó tu rồi. Tháo đi. Từ từ nha. À cánh ơi, từ từ cánh ơi. Rồi dọn. Quăng lên sát vô trong cái cảnh. Thôi rồi. Không làm được cái nha. Không nha. Phương lên giống nhà luôn nha bà. Để cắt cái nhánh nó gã luôn. Mấy nhà này yếu lắm đấy. Thôi dọn sâu trong á, quăng sâu chút trong á. Mày kéo được không? Ở đó kéo không? Rồi tao quấn dây nha. Đây nè, đây nè, cột nhà nè. Vô gặp đâu chơi đó à. Này treo cái nhánh này nha bạn. Treo này như mạng nhện luôn rồi. Treo gốc rồi treo ngọn rồi mình một dây lái luôn nha bạn. Mình ba dây nha. Oh, 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 oh.
Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Đó, vậy đi em ơi. Rồi, vậy được rồi em ơi. Con Thương dẫn cắt đây xả ra đi. Ơi, xả quá rồi, rồi cắt cái đọt đi. Cắt cái đọt rồi xả gốc xuống. Nó xé nhỏ rồi mới được. Không được, kéo cái gì đó treo đó, kéo qua đó đi. Rồi tới tạm đi. Cắt cái cao đi, cắt cái cao này, cái cho nó nhẹ đi. Này thợ dữ không à? Cắt khúc đi, cắt khúc vô. Cắt khúc luôn đi vô. Cộng dây wifi đó. Nhóm lên cái nữa. Rồi. Bỏ xuống đây, Ở cái hẻm này hẹp dữ lắm nhưng mà phải treo nguyên thân. Lên trên á, rồi mà xẻ cái nhỏ thì gấp cái này đi, không có chờ đâu. Nè, để vậy đó thì gấp cây bột đó, cắt qua đó đi, nhỏ gấp đi. Mang ngoài đi. Đó, đặt cây gấp mà xẻ mẹ nó mau hơn. Rút gì để? Rồi. Nó cát đi chồng nha. Rồi mà mát đi. Nó sụn dưới liền dịch đâu có hẹp nữa. Có dây điện nó còn xài không đó nghe không? Có dây điện nó còn xài không kìa, chỗ tay không á. Bỏ điện xuống đi. Rồi cho gấp xuống đi. Rồi bước qua bên hết nhà bệnh thôi. Bước nhà bệnh ra. Nghe lời tao. Cắt chân ngọt á. Quá hay.
Bên kia mình quay qua thì trái nắng rồi mà. Chạy vô đi. Rồi, tao nghe dây dây chạy nó không chạy qua đấy, chắc không bốc chạy vô đi. Cái tường mới có mấy chục năm rồi đó. Đây là đồ hàng nhát luôn. Mé đi, để mé. Cũng là bự mé dưới đi, lấy cho nó thấy một chân. Bé đã gỡ rồi, sụ chịu dây lại nữa, không giặt qua đây. Cái này nó bỏ, không có xài luôn á, chị Bực. Vậy nó thấy không có xài gì nữa. Đen với đen mới có xài. Rồi, đúng rồi. Điện thoại gì vậy Vương ơi? Xuống gỡ không gì điện nước đây. Dạ dạ dạ. Anh Tư uống nước nè, anh Tư ơi. Dạ dạ dạ. Nước đó nè. Dạ. Cắt chặt không. Luôn. Đây chút xíu nữa gỡ cái cổng điện nha, cho gỡ xuống ta cắt khúc xuống luôn đi. Hết thì để xíu rồi tao quăng cái này ra.
không? Cắt ra chạy xuống luôn đi, cắt khúc khó tha hết xuống luôn đi rồi hãy tới bên kia. Xuống đó xuống luôn đi, cắt hết đi rồi chứ kéo là tao vô nó dạt ra, nó khúc hết xuống đi. Ê ê, cắt cái đó hết xuống đi để hồi nó nhú. Nhảy qua đây chừng. Không, chúng nó treo dây cho nó nhảy trở vào đây, hết rồi. Cắt hết đi để hồi nó nhú, cắt sát. Dẹp đi, dẹp đi. Treo gì dưới này, đóng cái này đang gì dẹp cái này treo gì. Dẹp đi, thằng ơi lên chả đi, mai nhân toàn là nhả nhậu đi. Như mệt đi. Chả đi, vô. Mai chả không an toàn vô ơi. Nhưng chung nó giòn lắm ca cả này. Anh Tư mở vậy đó ra. Nói vậy coi cái nạn chỗ mặt kìa. Nói vậy nạn với mặt kìa. Đám, thấy vợ vậy kìa. Cả nói vậy kìa. Nói vậy chỗ nạn trước mặt rồi đó. Anh căng tay rồi đó, ừ. Ừ. Lòn lại. Ừ. Lòn vô giữa, lòn vô giữa. Ôi, ôi nó rụng. Lớp bóp, lớp bóp. Rồi rồi thấy đây thấy đây thấy đây thấy đây. Xuống tôi rồi, xuống tôi rồi. Lại 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 kéo nhánh rồi. Oh.
dây lên tôi. Thấy thấy dây neo lên vô, dây đắng rồi, đắng rồi, đắng rồi, đắng rồi. Nó dính lên cái tô xuống. Ừ, trái này mà. Hết hồn luôn. Xuống luôn Tư ơi. Tao bó tay rồi thiệt là cái cây. Cảnh hoành hành mà. Lấy ông dây quăng đó, buộc dây cây. Hãy xuống đây. Xuống đây. Không dính nào. Không được đâu. Cây yếu. Nè xuống. Rõ không? Không dây. Không dây. Không luôn rồi đó. Nhà tu như là thủy. Ngủ quá ngủ rồi. Nút dây xuống luôn phải không? Hả? Nút dây xuống luôn phải không?
Thảy qua đây nè, dễ hơn. Để trứng rửa đây. Ừ, bên đây nó có nhánh nó chịu lại. Đứng như này nè, đứng như chặt cái luôn nè, tôi ngoài ra hai vòng xuống đây nè. Đứng như này nè cảnh, tôi ngoài hai vòng nè, chuột cái này nè. Cảnh. Cái đâu xuống cái này nè, ta cho chạy lên nè cảnh. Đứng ngoài hai vòng đi. Hai vòng cho chặt cứng đi. Hai vòng cho cứng đi rồi cái mềm mà cắt cho ngã về bên mày nè. Dầm nữa. Cút sát đi vô. Máy bay bay kìa trên trời kìa. Cút sát đi vô cảnh đường. Nhìn thấy chiếc máy bay bay kìa, quay phim chiếc máy bay kìa. Anh. Đâu. Kìa thuốc cho anh. Chán tư trên trời kìa. Bấm cho anh ngã về đây nè cảnh. Quật kìa nè. Bay cái lưỡi theo luôn. Cái thằng quay phim nó đẹp nè. Rồi xuống luôn đi. Xuống đây má ơi. Cắt danh chuyên gia dính mét được con. Dính cái nét này nè. Dính cái mét này, nó cái u yếu thời sâu quá đó. Lỡ cắt luôn đi, cắt xuống luôn hết rồi rồi. Dọn đây anh đẩy cái bự xuống cái sao mà dọn. Oh,
rồi.